Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê Thỏ Ngáo ơi, tao đố mày này. Đố mày biết những người nào thường thức đến 3-4 giờ sáng mà không ngủ? Đố mày biết đấy. Cái gì cơ? Thức đến 3-4 giờ sáng mà không ngủ à? Thức đến 3-4 giờ sáng mà không ngủ. Chỉ có một là ăn trộm, hai là có ý đồ rình rập đi vào trong nhà người khác bất hợp pháp, đúng không? Tôi chán cái con Thỏ Ngáo này ghê luôn đấy các bạn. Không hiểu vì sao lại nghĩ là những cái người mà thức đến 3-4 giờ sáng này chỉ có thể là đi ăn trộm hoặc là định đột nhập nhà người khác trái phép nhỉ? Tại sao cái đầu óc mày nghĩ tiêu cực ấy nhỉ? Những cái người thức đến 3-4 giờ sáng, tại sao mày không nghĩ rằng là họ là những cái người nhiều tâm sự, nặng tương tư, họ phải nghĩ về tương lai, cái cuộc sống sau này, con đường mình đã chọn còn rất nhiều trông gai đấy. Họ sẽ nghĩ về những cái điều như thế và sau đó họ sẽ phải tìm cách để bươn trải, làm ăn, kiếm sống chứ đâu phải đơn giản đâu. À, nhưng mà vì là tao hiểu vấn đề là có những cái người mà thức đến 3-4 giờ sáng ấy là người ta nghĩ về tương lai, rồi nghĩ về cuộc sống sau này, đúng rồi đấy. Nhưng mà vấn đề là chỉ có những cái người mà họ chăm làm và họ khó khăn trong cuộc sống thì họ mới nghĩ về tương lai cuộc sống sau này. Chứ người ta thấy mày ở nhà ngồi không làm gì, suốt ngày ngồi gọi là quay video game, ngày thì ngủ xong rồi tối thì quay 1-2 video chứ đâu phải là nặng gánh tâm sự hay là cần phải lo cho tương lai gì đâu. Ê, tao chán mày cực luôn á Thỏ Ngáo. Tao chán mày lắm luôn á. Thế bây giờ quay video không phải là công việc à? Mày ngon mày quay một cái video giống như tao đấy. Làm sao mà quay được ra một cái video mà nó phải hay, phải ý nghĩa, phải gọi là tuyệt vời và phải chọc cười được khán giả. Đấy là một cái người gọi là não IQ 2000 tỷ thì mới làm được chứ đâu phải đơn giản đâu. Mày nhắm mày làm được không? Rồi. Rồi anh Việt VIP nhất được chưa? Anh Việt là số 1, anh Việt là thần đồng quay video, anh Việt là YouTuber đại tài, anh Việt là nhất được chưa? Đấy, mày không nói được câu gì tử tế thì mày thôi, mày nói một vài câu cà khịa tao còn nghe được chứ mày lại phủ nhận công sức của tao như thế nhỉ? Đã thế nhá, hôm nay mình sẽ làm một cái video clip. Mất công thức đến 3 giờ sáng rồi, mình sẽ dẫn cô Thỏ Ngáo này đi một vòng quanh Play Together để cùng xem. Lâu lắm rồi Play Together ban đêm mình chưa đi kiểm tra thì bây giờ nó có gì khác biệt so với cả ngày xưa nhá. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì mình đã ra ngoài sảnh Plaza rồi này. Ok, hôm nay bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ cùng đi dạo hết tất cả những địa điểm nào hot nhất, tất cả mọi nơi trong Play Together để cùng xem là liệu 3-4 giờ sáng ở Việt Nam thì Play Together có gì nha anh em ơi. Hiện tại thì ở phố người Việt là đang chỉ có 4.785.000 người thôi. Bình thường là cứ mỗi cái thời gian ban ngày á mà chúng ta online á, chúng ta phải thấy cái chỗ phố người Việt này nó phải nhẹ nhẹ sương sương khoảng đâu đấy là mấy chục cho đến hàng trăm nghìn người đang online. Và ban đêm thì nó chỉ còn con số đấy chỉ còn 4.785 người, một con số rất là ít đúng không anh em. Và ngoài ra nữa thì bên Global Town á thì chỉ có 1.275 người thôi. Rồi ok, và bây giờ mình cùng với các bạn sẽ cùng nhau đi khám phá xem liệu rằng ở những cái khu mà tập trung đông người nhất ban đêm nó liệu có còn có người không nha. Chúng ta sẽ kiểm tra từng chỗ một. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ ra ngoài phía khu vực bờ biển đi. Đấy, ngoài này ấy, là cái chỗ mà câu cá rất là nhộn nhịp. Đấy, bao nhiêu hệ dân chơi câu cá mới các thứ là xuất hiện ở đây hết. Nhưng mà các bạn nhìn này, ban đêm này không còn có ai luôn, còn đúng cái nịt luôn. Đấy, động xanh ban đêm chỉ có mỗi anh cứu hộ đang đứng nhìn một mình này, quá đéo. Đấy, các bạn thấy không, anh cứu hộ vẫn đang làm việc tối ngày, kể cả ngay khi chúng ta đi ngủ, anh cứu hộ vẫn đang phải túc trực bên bờ biển để cứu người. Đấy, các bạn nhìn thấy VIP và Zomax không? Thế mới là ảo án chứ. Ui, có hai bạn đẩy xe kìa. Ui, xinh nhá. Ui, bạn Nabi này. Ui, ban đêm tự dưng lại đang quay clip lại gặp được một cái bạn gái rất là xinh đẹp. Trời ơi, 10 điểm luôn anh em. Rồi. Ui, ở kia có một bạn nữ kìa các bạn ơi. Ui, bạn nữ xinh thế. Ôi, Ngọc Trâm cute chiếm. Bạn này có trâu nhanh em, tôi không nhìn thấy gì hết này. Tôi không nhìn thấy cái gì hết, coi như là tôi mù đi anh em. Tôi chưa từng nhìn thấy bạn Ngọc Trâm và tôi chưa từng khen bạn Ngọc Trâm xinh nhanh em. Ok, rồi bỏ qua. Rồi tiếp theo cái gì đây? Khánh à? Khánh lại đi câu cá một mình vào ban đêm như này nhỉ? Có những cái người có thú vui lạ thật đấy anh em. Ban đêm họ sẽ thường đứng gọi là câu cá xuyên đêm luôn. Thề luôn, những người này có khi bộ sưu tập cá của họ còn VIP hơn mình, bởi vì là mình kiểu rất là lười đi câu cá luôn nha bạn ơi. Mình cực kỳ lười đi câu cá, bởi ban ngày là mình hầu như là treo phòng từ sáng đến tối rồi, nên là cái lượng cá trong người mình rất là thấp. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra cái chỗ vực gọi là hố xanh. Ôi, hố xanh còn đúng cái nịt luôn anh em ơi. Hố xanh không còn một ai hết trơn đấy luôn, bay màu luôn. Có vẻ như là mọi người chỉ săn cá ở hố xanh vào tầm khoảng ban đêm thôi, chứ còn ban ngày như là không có người luôn anh em ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ đổi qua một khu khác. Khu bên này là khu thuyền anh em. Thuyền này thì cũng rất là nhiều những người gọi là đang câu cá, săn cá nhà táng. Ở đây chỉ có đúng một bạn thôi. Sao đang đi câu cá lại đứng ngủ nhỉ? Buồn ngủ quá thì tắt máy đi ngủ đi. Tại sao bạn lại đứng đây bạn ngủ nhỉ? Bạn không sợ bị cảm lạnh à? Nếu bạn cảm lạnh thì tôi sẽ vui lắm đấy. Nếu bạn cảm lạnh thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến vào cả một chỗ tiếp theo. Những địa điểm nào hot nhất hay tụ tập đông người nhất là chỗ sẽ dễ lây Covid nhất. Mày đi nghe mày. À không phải, là chỗ sẽ được nhiều người đến nhiều nhất. Ok, bây giờ tôi sẽ ra chỗ camping nha anh em. Ui,
với camping này đông người vãi chuối anh em, và tất cả mọi người đang tập trung ở đây câu cá này. Ui ui, lại được một bạn thả tim mà, cảm ơn bạn nhá. Trời ơi, 10 điểm. Thả tim cho mình nhưng mình không thả tim lại. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lê la ra cái chỗ khu vực gọi là thác nước. Chỗ này thì đang rất là nhiều người câu cá. Ui, từ từ, sao có cả gì cái chân nước bò à ở đây? Ủa, sao có cái chân nước bò trong Play Doh giới ảo thật đấy. Hình như là ở kia có drama anh em ơi. Ui, chửi nhau kìa. Ui, tại sao lại xúc phạm nhau? Tại sao lại đứng đấy tiêu cực vào ban đêm nhỉ? Ui, chắc mày quá anh em ơi. Ủa, chắc có một ông mà đang cãi nhau cũng lại đòi chạy đi toilet rồi thì nó quay lại cãi nhau tiếp nhỉ? Đúng là gọi là dù có việc gì quan trọng lắm nhưng mà cái nhu cầu đi vệ sinh gọi thân thể của con người là cái điều mà không thể dừng lại được anh em. Ok rồi, cái gì nữa đây? Đây, mình sẽ lấy một cái camera chuyên dụng, mình sẽ làm gọi là nhà báo chạy bằng cơm nha anh em. Hóng hớt xem ở đấy người ta đang có vụ gì mà drama kinh thế. Thấy họ cãi nhau. Đấy, ok. Ui dồi ôi. Mình, ê, có khi nào mình đang đứng cầm camera mình hóng đây xong tí nữa 4-5 người ta phát hiện ra người ta chạy à, người ta đấm mình không chừa phát nào không anh em. Đi rình rập người ta vào ban đêm như này cũng sợ lắm anh em. Đấy, tôi làm phóng viên tác nghiệp cho anh em xem, anh em mà không like video cho tôi là hơi bị cúi bắp đấy. Ok. Đây. Ui. Rồi xong, họ hết vốn gọi là cãi nhau rồi. Người ta bắt đầu rời đi rồi anh em, tôi đã đến muộn rồi. Ok. Ui, hình như có người nhận ra tôi. À không, bỏ đi luôn rồi. Hợp lý luôn. Mạnh thế chứ, họ nhận ra tôi là tôi phải chạy luôn đấy. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lang thang qua bên cái chỗ mà cái chỗ parkour này. Và ở bên này là có cái khu gọi là nhảy tháp vô cực. Hình in cụ thể hết lớp form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh trắng đen hồng, cực dễ phối đồ, chất liệu cotton cao cấp, dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team 4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi. Ui, tôi đang phát hiện là có một chú ong nâu đang nhảy ạ. Cái gì đấy? Quả bộ đồ này giống kiểu vai chuối, quả bộ đồ này trông kỳ cục ấy. Ôi, bạn nhận ra mình nhỉ? Hello bạn nhá. Ủa ơi bạn ong nhỏ, ủa ơi bạn này bạn bự thế. Ủa, quả ong này mà lắp thêm cánh vào là bay không nổi đâu anh em. Ong này tôi khẳng định với anh em là bay không nổi luôn anh em, bởi vì thân hình to quá. Bay lên cái gọi là bay gãy cánh, không cách nổi mặt đất được 1 cm nên chuyển qua là thành ong bắt luôn. Hợp lý lắm, 10 điểm. What the f***. Rồi, ok. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra bên chỗ gọi là tiệc tại nhà, bởi vì thì mình vừa mới check xong gọi là hai khu rồi, đấy là khu ở bên bãi biển là một này, và thứ hai là chúng ta vừa mới kiểm tra xong ở bên trong camping. Bây giờ thì cái phần tiệc tại nhà là cái phần luôn hot nhất và chứa nhiều điều thú vị nhất nha anh em. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn thử đi qua mò mẫm những cái tiệc ở trong những cái nhà này để xem ban đêm thì họ làm gì nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm này. À, tôi thì không quan trọng lắm về gọi là avatar của người khác đâu, nhưng mà tôi sẽ gọi là vào cái nhà đứng top 1 nha anh em. Chứ không phải là bởi vì tôi thấy bạn này bán xinh nên tôi vào, tôi thề với anh em. Không phải tôi mấy gái, tôi hứa với anh em không thì tím trăm trăm luôn, nói là hơi chuẩn luôn đấy. Ok. Ui, cái gì lại cháu tim à? Vừa vào cái lại thấy cháu tim rồi. Ui, ai cháu tim? Tôi không cháu tim lại đây. Thả tim một chiều đây anh em ơi. Anh em ơi, anh em nào thả tim tôi cái top 10 cách tăng tim nhanh nhất, vào mấy cái phòng này và đi cháo tim anh em ạ. Mình sẽ thử đi cháo tim cho bạn xem là liệu rằng là mấy cái phòng này cháo tim có uy tín không nha anh em. Tính ra tôi thử nhiều lần rồi nhưng mà mấy thanh niên này kể ra cũng uy tín phết các bạn, chứ không phải là đùa đâu. Chỉ cần các bạn vào trong đấy, các bạn tìm một người bất kỳ, các bạn thả tim thôi là kiểu gì cũng sẽ được trả tim lại. Còn lâu lâu các bạn xui thì sẽ gặp những thanh niên giống như tôi bùng tim luôn không trả nữa. Ok anh em, nhưng mà nói chung là buổi tối để vào những cái phòng nào đông nhất ấy, thì thường sẽ là những cái phòng cháo tim như thế này. Và nhà bạn này cũng deco đẹp vãi chuối anh em. Nhà này cũng phải nạp tiền nhiều nha, chứ không phải ít đâu. Các bạn nhìn nhở, riêng hai con rồng kia thôi đã là một đống tiền rồi ấy. Toàn phải tặng bằng vàng đấy anh em, chứ không phải dễ đâu nha anh em. Bên trong này có cái gì đây? Tôi đang đi lục lọi nhà con gái sao? Có hơi bị vô duyên quá không nhỉ? Thôi được rồi, mình sẽ không nói là mình đi lục lọi nhà con gái, mà mình sẽ nói rằng là tôi đi tham quan. Bốc phét ít thôi. Hợp lý luôn. Uầy, nhà bạn này đẹp vãi chuối, nhà bạn này bạn xuân ra kiểu cáp phòng luôn. Ủa, cái tường nhà bạn ấy còn có mấy cái trái tim chớp chớp chớp, nhìn ảo ma Canada mafia thật đấy. Ui, bạn ấy có nguyên một cái con gấu hình con thỏ to đùng luôn kìa. Ui, cái tượng to đùng này xây trong nhà cũng đắt lắm nha. Bạn này bạn ấy chia khu rất là rõ ràng, nhưng mà không hiểu sao mà tôi đi vẫn hơi bị vòng vòng. Chỗ này là cái gì đấy? Ồ, chỗ này là lối vào bên trong nhà, nhưng mà tại sao lại phải trèo ngược lên cầu trượt để đi vào trong nhà như này nhỉ? À, bạn ý muốn làm một cái cầu trượt tự động đi ra khỏi nhà, cái trượt cái là nó sẽ tự gọi là trượt xuống luôn anh em. VIP rồi, vãi chuối anh em. Bây giờ tôi sẽ vào nhà thứ hai. Nhà của bạn tên là Dưa VN. Nhà bạn này bán dưa chuột hay dưa leo đấy. Đù, các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ủa, cái nhà này nó xây đúng như kiểu gọi là theo cái style mà tôi muốn luôn á. Các bạn biết là tôi muốn style gì không? Đấy là tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi. Đấy là tôi rất là muốn xây một cái căn nhà mà nó có chia các khu vực khác nhau. Ví dụ như kiểu bệnh viện này, quán ăn này, nhà trẻ này, tiệm cà phê này, và thậm chí rất nhiều những công trình khác để làm giống như kiểu một cái thành phố. Và tôi đã nói từ cách đây rất lâu rồi, nhưng mà đến nay tôi vẫn chưa làm, các bạn biết vì sao không? Bởi vì tôi nghèo. Hết tiền rồi anh em ơi. Không còn tiền để mà trang trí, bây giờ còn đúng cái gì thôi. Bây giờ chỉ nhẽ vì tháo hết toàn bộ nhà cũ xong sang nhà mới trang trí nhỉ. Ui, nhìn thích vãi chuối anh em ơi. Nó lại còn có người trong này, lại còn có cả khu đi học nữa, chứ ảo thật đấy. Cái này là khu trẻ em bên cạnh trường học luôn anh em. Đấy, giống như kiểu mấy em bé vào đây phát lớn phát đi học luôn. Lớn phát đi học luôn đấy, không trốn, không chạy được, đến là đón. Hợp lý luôn. Ok, bên này là nhà thuốc này.
Xong rồi bên này nữa là cái gì đấy? Ui có một cái trạm chờ xe buýt ở đây này, nó dẫn vào đâu đây? Phí điều trị là 10 sao à? Ăn đây bệnh viện à? Ui. Ui, bệnh viện đẹp vãi chuối em ơi, và trong này nó kiểu mỗi khu là có một tác dụng riêng á, và mình thấy mấy bạn vào trong nhà mình chơi rất là hay, thích đóng giả làm những cái người bán gà rán nè, làm bác sĩ nè và làm cô giáo nè. Thôi được rồi, tôi sẽ tổng kết như này đi. Nếu như mà anh em gọi là cũng gọi là thả cho tôi được cái video này 30.000 like. 30.000 like tôi hứa với anh em tôi sẽ làm một cái video, tôi sẽ xây lại toàn bộ nhà của tôi sang cái nhà 54k nhưng mà là thùng container rộng rãi thoáng mát như này để tôi làm hẳn một khu rộng ngoác luôn để cho các bạn tha hồ mà buôn bán này, kinh doanh toàn quán ăn này, nói chung là có rất nhiều công trình giống như mà tôi đã nói từ lần trước. Nếu mà được 30.000 like tôi sẽ gọi là bỏ tiền ra để đầu tư vào một căn nhà mới hoàn toàn sang xịn mịn. Các bạn chỉ cần ấn like thôi, còn tiền ấy thì để tôi lo. Đấy, các bạn không phải lo gì cả, chỉ cần xem video và ấn like thôi là có cái mình muốn lên, các bạn thấy chưa? Top 10 YouTuber tâm lý với fan nhất Việt Nam. Không có tôi. Rồi ok, tiếp theo nữa thì tôi sẽ sang nhà của một người ok đây. Wow! Mr. Vịt. Anh thì tôi đang ngồi đây quay video luôn mọi người. Tôi đang ngồi đây quay video, tại sao tôi lại mở phòng này? Đồ ảo thật đấy. Mr. Vịt gặp phân thân của chính mình. Ôi cái nhà gì đây? Ui, nhà của Vịt phân này các bạn ơi. Ôi, Vịt real đây các bạn. Vịt real, hàng real. Từ từ, xem nào, Vịt fake đã. Ui giời, mình chỉ sử dụng một nick này thôi nhé mọi người. Mình chỉ sử dụng một nick. Thế chắc là cái nick tôi đang cầm nó là bị ảo ma camera hả gì? Ủa nick tôi đang cầm là chứ tôi, nếu mà tôi chỉ dùng một cái nick này thì cái nick tôi đang sử dụng là nick gì anh em? What the hell man, mà tại sao fake tôi mà kiểu nhìn trông nói chung là cũng nhà cũng được, có decor. Nhưng mà nhà của Mr. Vịt thì phải decor cắt hơn như thế này nữa chứ, decor như này chưa ăn thua. Decor như này thì vẫn hơi kiểu gọi là nghèo tí, tôi đã mất công bao nhiêu lâu để tôi trở thành một người giàu, một người sẽ giàu. Mà tại sao lại để fake tôi rồi xong lại còn làm cái nhà trông nó như này nhỉ? Trông nó còn đơn sơ quá anh ấy. Nó còn quá là nghèo nàn, fake kiểu này fake không chất lượng rồi. Fake kiểu này ai người ta tin được. Decor nhà đẹp lên. Ủa cái gì? Mời bạn bè vô đi mọi người, Vịt tặng ba lô nha, sở bam sao team nha. Vịt tặng ba lô. Nani? Vãi cả chuối thật, Vịt tặng ba lô luôn anh em. Ảo thật đấy. Vịt tặng ba lô cho tất cả những ai thả team và sao cho Vịt trung bình là một người tối thiểu là tầm khoảng 20 vàng đi. 20 vàng mà bây giờ mình có tầm khoảng đâu đấy 1.000 người thả team cho mình thôi là 1.000 team một ngày ấy. Thì tức là mình sẽ mất khoảng đâu đấy là xương là 20.000 vàng một ngày nha anh em. Ủa ôi là trời. Bạn này bạn đi fake mình mà bạn đi fake kiểu đúng là bà cháy luôn anh em, hẳn là tặng ba lô luôn rồi. Ủa chắc là nhà mình phải gọi là con của tỷ phú hay là ba má mình phải gọi là ở cái tầm gọi là siêu tỷ phú thế giới mình mới có thể gọi là tặng quà hết cho những người thả tim cho mình. Mình được mang gọi là mệnh danh là chuyên gia bùng tim. Các bạn hãy thả tim cho tôi hứa sẽ không thả tim lại. Wow, rất là sốc ha. Bạn fake thì bạn phải uy tín một tí chứ bạn ơi. Bạn fake bạn đòi tặng quà này rồi mai mốt người ta tìm đến nhà tôi người ta đòi quà thì tôi bán nhà đi, tôi không đủ tiền mua quà để tặng fan đâu anh em ơi. Alo, đừng có dí nhau như thế chứ. Ui dồi ôi, nhà Vịt fake này thì thôi nói chung là hết nước chấm các bạn ơi. Các bạn nhớ nha, xem kỹ video của mình, nhìn kỹ tên mình nếu mà là hàng real nó phải có cái chữ P màu đỏ logo ở phía bên trên cái avatar của mình cạnh cái tên mình nha anh em. Còn không có cái chữ P màu đỏ ấy, thì chắc chắn là fake 100%. Các bạn nhớ nhìn vào chữ P màu đỏ để phân biệt nha. Nhà phát hành còng lưng ra để tạo ra cái chữ P đấy để phân biệt. Mà tại sao nhiều người vẫn bị lừa nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Ok, thôi được rồi, chúng ta sẽ chuyển qua một nhà một người khác đi. Đấy, nói chung gặp ông Vịt fake để đang đi nghiên cứu và ban đêm tìm nhà rồi tìm hiểu Play Together vào lúc 3 giờ sáng tự dưng gặp ông fake thì khó chịu ghê. Ôi, bạn Bu này trông cũng xinh nhỉ? À ơi, bạn Bu này trang trí nhà đẹp rồi. Tôi thả sao cho bạn Bu bởi vì là nhà bạn ấy đẹp nhá. Tôi vào nhà để tôi nhìn nhà chính nhá. Ok. Đấy, trong này hiện tại đang có khoảng đâu đấy 2-3 người. Đấy, đang đứng đây nói chuyện nhau. Ui, nhà bạn này bạn ấy như kiểu xây thủy cung anh em. Ui, nhiều cá vai chuối. Bên này thì đây, có mấy set đồ này anh em ơi. Ồ, nhà này tính ra là mình nhìn xương xương qua cũng gọi là đề co khá là gắt nha các bạn. Thấy rất là nhiều đồ đạc trong này luôn. Nhưng mà, ôi, chỗ này bạn ấy lại bịt luôn cái hầm rồi. Ủa, tại sao lại bịt cái hầm này nhỉ? Bạn ấy giấu kho báu bên dưới đúng không? Đó, chắc chắn là bên dưới là bạn ấy giấu nhiều đồ gọi là VIP, cực VIP luôn à. Bên trên này là cái gì đây? Một khẩu pháo à? Phi hành gia. Ui, tôi sẽ thử lên phi hành gia cái. Ui, 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 ui. À, bạn ấy xây kiểu sáng tạo vãi chuối, chỗ trên này là chỗ để câu cá anh em ơi. Ủa vãi chuối, tại sao chỗ câu cá lại cho lên trên này nhỉ? Ờ nhưng mà cũng tiết kiệm không gian phết anh em ạ, giống như kiểu tầng 2 ấy. Chứ nhà mình còn không có tầng 2 cơ, nhà mình chỉ có một tầng thôi. Nhà bạn này cũng có cả tầng 2 luôn và trên này là chỗ để câu cá. Rồi, bên kia là cái gì đây? Nhà Santorini này. Và có ui, ấy tôi để ý bạn này bạn câu toàn rùa nhá. À đâu, không phải rùa, ba ba. Ủa sao bạn ấy câu ra lâu lắm ba ba ta? Hay nhà bạn này kinh doanh hải sản? Bạn này bạn ấy nuôi toàn ba ba ở khu này luôn anh em. Nhìn lướt qua cứ tưởng là đây là khu vực trưng bày cá nhưng mà thực ra là không anh em. Đây là một gọi là khu vực chuyên để dành nuôi ba ba, kinh doanh ba ba các loại ba ba bảy món nha anh em. Ôi, trong này là còn có một cái bể rất là to để chỗ cầu thang này. Và cái bể này thì nó gọi là chỗ cái đằng sau cái bể đấy thì có thể nuôi nhiều loại cá hơn nhưng mà mình nghĩ bạn này bạn ấy phải có một cái tinh thần rất là lớn với cả những con ba ba thì mới nuôi nhiều như thế. Ui, chỗ này còn có cái lối để đi vào trong bể cá luôn này.
Xịn thế mình đang bơi với mấy con rùa đấy anh em ơi. Đủ xịn vãi chuối, cực vip. Ok, rồi bên này là nhà Santorini thì bạn ấy cũng decor trông rất là đẹp và có một cái nhà khá là cute. Và đây là, tại sao lại xây cả cái nhà chỉ để một bộ bàn ghế nhỉ? Có những người gu thẩm mỹ họ lạ thế. Bạn ấy xây cái nhà to vãi chuối và chỉ để một bộ bàn ghế luôn, cực vip và rồ mắc luôn nha anh em. Ok, còn bên trong khu bên này là có một cái phòng riêng, mình sẽ thử chui vào phòng bạn ý nhá. Ở trong có gì không? Ồ, trong này là phòng tắm anh em ơi. Ui, cái phòng làm việc của mình chỉ để đủ để bạn ý làm phòng tắm và toilet thôi anh em. Tôi cảm thấy tủi thân vãi chuối khi mà phòng làm việc của tôi ở trong Play Together, cái phòng ở nhà mình anh em, mình để ngủ nhưng mà cả cái nhà đấy bạn chỉ để làm toilet. Phong cách của người có tiền có khác. Giàu thực sự. Ok, rồi bên này có cái gì đây? Ui, chỗ này hình như là bên ngoài còn có một cái bể cá. À, bên ngoài có một cái bể cá nữa. Và bạn ý cũng xây một cái khu parkour ở phía bên ngoài kìa anh em. Từ cái đường ra bên ngoài nó nằm ở góc nào ta? Ui, tôi bị kẹt rồi. À đây rồi, ra được rồi. Cái chỗ ra bên ngoài nó nằm ở góc nào ta? Không có chỗ ra ngoài luôn à? Ui, ôi tôi chui xuống dưới rồi. Wow, wow, cái gì vậy? Ui, cái gì này? Ui, trời thật. Ui, nhà bạn này xây ảo mascara thế. Thôi, vào nhà bạn này chóng mặt vãi chuối anh em. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua nhà một người bạn rất là thân quen với mình, Camui 08. Ok anh em, qua nhà Camui nào. Ui, Camui buổi tối, Camui đi đâu rồi mọi người ơi? Các dân chơi đâu rồi? Bà Camui đứng góc nào ta? Trong nhà chỉ có 3 người thôi. Nhà bà ấy thì vẫn như cũ, không gì thay đổi lắm. Bà này bà ấy đang đứng góc nào ta? À, bà ấy đang đứng ở cái chỗ ở trên cái nút vàng em ơi. À, ok, tại sao đứng trên góc này nhỉ? Ok, thả thi cho Mui một cái nhá, thả 10 sao nhá, đầy đủ rồi nhá. Trong này thì hiện tại là phòng chỉ có 3 người thôi, mình với Camui và một bạn gấu con nữa. Ok, trong đây bà làm một cái phòng tập gym luôn ạ. Có khi nào bà đang lập kế hoạch tập gym để đi đấm mình không? Sao con gái lại có đầu tư cái phòng tập gym kinh khủng khiếp này nhỉ? Ok, trên tường thì vẫn treo mấy cái gọi là chỗ nuôi thú cưng như ngày xưa. Đấy, cũng không có gì thay đổi nhiều cả. Không biết là bà này có đầu tư không nào? Ui, ngoài vườn này, ủa bà trồng cái gì ngoài vườn này? Ồ, ở ngoài đường này, ngoài vườn này có một con đường trái tim à? Người ta gọi là con đường tình ái đấy. Hợp lý luôn. Trời ơi, mấy cái chỗ này chắc ngày xưa Camui được tặng quà nhiều lắm đấy này, nên Camui gọi là giải thảm ra ngoài đường luôn. Ok. Ui, chỗ ngoài này Camui trang trí cái gì đấy? Ủa sao bà ấy chất đống đồ đạc ở đây giống như kiểu là ai đồng nát sắt vụn ve chai bán đi. Cái gì đấy? Ui. À, kinh nhở, dùng luôn cả cái đàn piano để làm cái thảm lót đường luôn, vip bộ đồ mắc thực sự. Mấy cái chỗ này là bà ấy có đầu tư nha anh em, mấy chỗ này là có đầu tư nè. Mấy cái chỗ này là toàn bộ đồ ở trong cái Life Friend và bà ấy mua rất là nhiều luôn, và những cái đồ này phải mua bằng vàng nếu mà mình nhớ không nhầm, hoặc là mua bằng tiền mặt thì đấy cũng là có đầu tư đấy, cũng là nạp lên đấy, cũng là một trong những dân chơi là thuộc top những người giàu có nhất Play Together đấy, chứ không phải trông lùn lùn mà dạng vừa đâu anh em, lùn mà cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Ở nhà Camui giàu vãi chuối đấy, hôm nay đang rảnh rỗi ban đêm đi chạy qua soi mới biết, chứ còn không biết là Camui dạo này nạp game ít hay nạp nhiều đâu nha anh em, cứ ngầm thôi, nhiều đôi khi lại nạp cả 100 triệu đấy, vip pro max thực sự. Ok anh em, và vừa rồi thì mình vừa mới đi một vòng quanh Play Together ban đêm. Và tổng kết lại đêm ngày hôm nay thì cái mà mình cảm thấy gọi là ấn tượng nhất đấy là một pha mà mình gọi là đối mặt với cả nhà của Mr. Vịt Pha Kè. Thì Mr. Vịt Pha Kè thì nói chung là không đầu tư game, không đầu tư vào Play Together bằng mình lắm, nên là mặc đồ thứ nhất là đồ khá là nghèo, thứ hai là nhà cũng nghèo, và thứ ba là nói chung là kiểu fake người khác thì fake có tâm một tí, thì fake như thế thì chết tôi mất anh em. Và nói chung là thực ra là họ có fake hay không fake thì bây giờ các bạn cứ nhìn vào tài khoản của tôi, các bạn nhìn thấy cái chữ pay không, phải để ý cái chữ pay này dùng tôi nha. Tài khoản nào là tài khoản thật sự của partner Play Together thì sẽ có cái chữ P này ở trên tên. Đấy là cái công cụ để giúp cho các bạn biết đâu là fake, đâu là hàng real, để cho các bạn đỡ bị lừa. Bởi vì các bạn cứ thả tin thì sẽ không được tặng quà đâu. Tôi chắc chắn các bạn không thể tặng quà được nha. Anh em nhớ là phân biệt cho nó kỹ. Và nếu như anh em thích video nhớ cho mình một like này, một subscribe, bên cạnh đấy đừng quên là ấn vào cái chuông và chọn mục thoa tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mỗi khi mình ra mắt luôn nha anh em ơi. Và mình đã mất công gọi là thức đến 3-4 giờ sáng quay clip cho anh em xem, thì tội gì mà anh em không để lại cho tôi một cái like video này cũng như một đăng ký kênh đúng không? Nhớ đăng ký kênh đi, miễn phí mà. Lần sau ra video lại có thông báo, lại vào xem. Đấy, hợp lý luôn. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau trong Play Together, đúng không nào? Nên phải đăng ký kênh để dình xem hôm nào mình được lên TV thì còn biết chứ. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.